Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch hàng năm, còn gọi là tháng Vu Lan báo hiếu, được chọn là tháng duy nhất trong năm dành trọn cho đấng sinh thành. Tháng này á thì mọi người con từ già trẻ, trai gái, lớn bé đều có cơ hội được bày tỏ tình yêu thương chân thành nhất đến đấng sinh thành của mình. Thưa các bạn, mùa Vu Lan thì đang về trong những tình cảm yêu thương sâu sắc của những người con với đấng sinh thành của mình. Thì Sài Gòn Du Hí xin nguyện vạn an lành đến mọi gia đình trong tình thương yêu mùa Vu Lan này nhé. Thật hạnh phúc cho những ai còn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo của mình. Đó là một điều rất là hạnh phúc và may mắn các bạn ơi. Không ai tự dưng xuất hiện trên đời này mà không có cha, có mẹ. Và cha mẹ của chúng ta là những người luôn mang tấm lòng bao dung như biển và lúc nào cũng ở đó dang rộng vòng tay chờ đón chúng ta trở về. Hãy luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ khi còn có thể. Bởi đó chính là điều may mắn nhất trên đời mà chúng ta được. Của mình các bạn nhé. Tình mẹ ta.
chẳng ta rồi bỗng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ.